Sáng giờ em chưa ăn luôn á. Để ăn gì em mua cho. Thích ăn gì? Em thích ăn bò kho. Bò kho, em cũng giống anh á, em bò kho giống anh á. Em thích ăn ở nhà. Nó nhiều thịt hơn. Em chào chị Mie. Ngon không? Ngon. Chị cũng ngon. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, uống cùng Rap Việt. Lay's, snack khoai tây số 1 thế giới. Giòn, ngon, phiếu cùng Rap Việt. Nãy giờ anh cầm máy mệt không? Thấy chưa, vậy là em đoán đúng không? Đâu phải tại em đâu. Anh ăn sáng chưa anh Nhân? Em ăn gì? Sáng giờ em chưa ăn luôn á. Để ăn gì em mua cho. Thích ăn gì? Em thích ăn bò kho. Bò kho, em cũng giống anh á, em bò kho giống anh á. Em thích ăn ở nhà. Nó nhiều thịt hơn. Ăn ở ngoài tiệm ít thịt lắm anh. Em chào chị Mie. Các bạn Hà Nội vô. Dạ. Các bạn Hà Nội vô. Có chứ. Đang trên đường, đang bị kẹt xe. Ngon không? Chị cũng ngon. Yeah. Mọi người đón chờ bài mới của Seachains với lại chị Mie nha. Hay lắm. Rồi bắt đầu để mọi người nôn. Dạ. Có chút đập thình thịch trong mồm. Tim có đập. Có đập. Không đập là tiêu. Mẹ em lấy quấn em lại. Em còn giữ tới giờ luôn. Em nghĩ là cái hôm mà trực tiếp á, em sẽ đem lên. Em quấn lên người. Em bán đấu giá luôn. Được không ta? Bán đấu giá luôn. Bán đấu giá làm từ thiện. Trời. Thôi mà em nghĩ em không bán cái mời đó được đâu. Để dành sau này cho con em nữa. Để dành em quấn con em. Mà nó mục lắm, mục luôn rồi. Mục mà tới mức chỉ cầm chỉ xé là nó rách luôn. Xé nhẹ rồi rách. Nhưng mà tại sao tự nhiên lại nhớ tới cái mền? Dạ. Tại... sao tự nhiên em nhớ ta? Sao tự nhiên em nghĩ tới mền ta? Dạ chắc vậy. Tại chắc là tại hồi nãy mọi người nhắc là cái hành trình từ đầu chương trình tới giờ, cái em mới nói là hành trình từ lúc em mới đẻ tới giờ đó, cái sau em mới nhớ tới cái mền đó. Anh gái em đi hơi xa luôn. Mọi người chỉ cần em nhớ tầm 6 tháng trở lại đây. Nhớ lúc mới đẻ. Nhớ lúc mới đẻ luôn. Nhưng mà trong đầu nó chỉ nhớ một cái đó. Nhớ mấy lúc đi ăn. Ủa mình kiểu có mấy nhớ sâu hơn được không? Cái cảm giác vui nhất, thăng hoa nhất là em nghĩ là chắc là cảm giác mà ở trên đứng trên sân khấu vậy đó chị. Chỉ nở thêm hoa và còn bãi gạt ngầu hương. Nụ cười này và ta như nguyên ước chạm vào gương. Những lời phán xét và tán dương hóa thành kim cương đạm vào xương. Sẽ không bao giờ quên Ichimak. Em ở trên sân khấu thì ở dưới đây à? Dạ. Phải là hai con người khác nhau. Em cũng không biết phải không nữa, chắc đó do mọi người nhìn thấy rồi chứ em cũng không cảm nhận ra. Em không cảm nhận ra. Nhưng mà em thấy trên đó em sung hơn dưới đây nhiều. Không, chị Hương thấy dưới đây em sung không? Ở đây không ai làm em sung hết.